Đấm vào không? Để em ôm con chấm lên anh quay nhá. Ừ. Chấm không? To lên. Wow. Kìa. Chú cho rơi. Cậu đâu? Ôi trời ơi. Chết đi. Cậu đâu có chép vàng vàng ở kia kìa. Tôi lại thả ra ngoài. Một chiếc đen nữa. Anh là đấy nên em ấy. Đâu có chết đâu rồi. Đây. Đâu có chết đâu. Đây. Trong này. Trời ơi. Điều này nó chuẩn nhỉ. Anh nó ôm một chiếc đen nên to. Đấy. Đây có chiếc thằng thật. Không còn con nữa cơ. Nó không cho ôm. Không có nước. Con này phải 8-9 cân. Con này để em. Chỗ là chấm đen ao này cũng nhanh nướng. Chắc là nhiều ốc. Thôi xả đây, xả xả ổ đi. Anh Thỏa xả. Anh quay nó mình xả ổ đấy. Đấy thế. Cứ từ từ. Thả chưa? Được chưa đây, anh gâm được chưa đây ạ? Thả được chưa đây? Chưa. Quay. Đi bưởi. Ok. Mấy trên này mát nhỉ. Thật ra của chúc. Sơn ôm con cá chấm thế nào. Không ôm được, nó không cho ôm. Chết không được. Cả ngày làm đi người ta ta mất. Thật ôm nằm nảnh ốc được bác. Chung mở đi. Ôi trời ơi, thả thua hả? Chung mở xong rồi phải thả thua à? Lại để xem nó có ấy không nhá. Có phi không? Khả năng con mẹ. Khả năng của hai con to thôi. Đây, con đấy. Con ý cái gì nhỉ? Vàng sợ. Đặt đây tao ôm cái. Nhưng ấy. Đây. Bơm đi, bơm đi. Ra chưa? Cho vào xong. Con gì không ăn đi, nó cắn đây mấy con thảo nữa. Thảo một hai con to để đây. Đây. Thế này mới đẹp. Thôi thả luôn. Đẹp phải sửa thôi. Đẹp giả. Đẹp xe. Đấy, chơi bể sảnh làm làm đấy. Úi trời. Nhảy kinh không? Đờ máy. Đờ máy à, có nước ấy. Đấy, thôi quay đi. Ăn nhau ở chỗ này này. Ở đây nó cũng có này, cái gì ơ, nó nhảy mặt á. Lùi lại. Ánh mắt lùi lại khoảng 1 mét. Bắt cho nó nhẹ. Chung đưa cho người trên bờ kéo phao sang bên này kéo khí. Nó cho phát là nhớ nhưng khá đấy. Úi rõ ràng như cháo rồi, nó cũng hút nổi. Nó chưa lên đi chú ạ. Chép vẫn nguyên. Thì nó nói kéo chép vẫn nguyên. Lớn à? Lớn. Cho ăn gì đâu lớn. Mỏng mỏng. Cái chép ở trường không về bé đi này. Đúng rồi.
À, hết túi rồi. Đây này, đây này. Chắc không ăn một túi đi chứ. Kéo nhiều cá thế mà không biết gì. Ai buộc, lấy ai buộc. Khóc một cái nhà. Chắc nữa. Buộc rồi. Mình lên một chút nữa. Thôi, đây mà. Cắt mà không nặng đâu. Cứ tình hình như thế này thì ốm mất thôi. Quay đẹp vào thì mất máy. Đây. Đây. Đầu anh Hảo này rôn cá đấy. Rôn như bao nhiêu. Anh Hảo chấm dâm nào. Thu luôn con bé lên má. Mất tầng người con. Đã thử 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 dùng căng vào đây thì nó đỡ dùng dùng ấy. Dùng vào đây. Phải tuôn nhiều như này. Ôi trời ơi, đầy sạn hết rồi. Mà vừa rồi, đầy quá. Tôi đây là nào mà hả? Vớt đẹp cò. Ừ, đấy. Đi.